Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Marek. Ngày bây giờ là 3 giờ 43 phút chiều ngày ngày 2 tháng 7 năm 2004 ngày vô luôn. Quên ngày, quên tháng. Đây là, đây là sống 1 của Marek và những gì mình đang trải nghiệm nó là cái sống số 2. Từ 1 xuống 2 như vậy nó có 3 sống được diễn ra, đây là W. Đây là X. Ok. Và đây là Y. Ok. Rơi vào cái những cái vùng giá này. Vùng giá này cái con giá chống lưng của nó đó là có con giá là 589. Chống được thì tất cả mọi thứ sẽ lao thang. Và ngay bây giờ vừa rồi bạn có thể thấy là nó sập xuống dưới con giá là tới 51 lần. Đây, những cái giờ tiếp theo những ngày tiếp theo đó là cái cơ hội cuối cùng để cho nó leo nó leo, leo lại đi lên. Và nó leo lại đi lên lên nó nó phải có năm sóng xảy ra đây sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Nếu mà nó không lên được cái cái vùng 65, 67 á thì cái đồng sala đồng medic này có nghĩa là rất vô một cái tình trạng rất xấu có nghĩa là nó sập lại nó cắn con giá 49 nghe cái phần vàng này nè nếu nó cắn con giá 49 thì nó đã quá sâu quá sâu để đã cân nhắc đây nè đã cân nhắc trong những cái tập vừa rồi nó đã quá sâu cho cái sóng số 2 này rơi vào những khung giá này quá sâu đi thì có nghĩa là further down có nghĩa là tiếp tục sập, sập 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 sập, cũng giống như cái mũi tên này chứ không có gì hết nghe cân nhắc cái con giá quan trọng rõ ràng là mình cho bạn cái chống lưng đây Nhưng đây là cái cơ hội cuối cùng Con giá là 49 Sập xuống dưới 49 có nghĩa là sóng số 2 này nè Sóng Y này nè Sóng y, y này nó quá sâu Nó quá sâu có nghĩa là nó sập thêm một khúc nữa chứ không phải là không Có nghĩa là nó sẽ lết lê lê, 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 tới cái, cái khu vực Mà lạng hoàng là nó sẽ không không ngóc đầu lên lên lại nổi Cân nhắc cân nhắc Cái con giá 49 nó quan trọng như vậy Rất dưới đó là sóng số 2 quá sâu Cân nhắc ok Thì vừa rồi như vậy là mình có vẽ cho bạn một cái trend màu đen này cái okay, bắt đầu từ trên đây ok nó đã được chạm được hai hai chỗ trên đó và dưới đây ok à, đây là cái trend về hình hài thì vừa rồi như vậy cân nhắc trước khi nhớ cái video này nè đã được cân nhắc là trong cái tập những cái tập vừa rồi là mình nói về cái năm sóng đi lên cái cái sóng này và nó phải có năm sóng đi lên thì mới nói lên cái câu chuyện lên 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 nhớ một cái trend bắt đầu đi xuống đổi thành lên xuống đổi thành lên xuống đổi thành, đổ thành lên xuống để đổi hướng đi lên thì nó phải cần năm sóng đi lên mà vừa rồi bạn có thể thấy là cái sóng xanh này nè ok nó sóng số 4 uh, sóng số 3 có sóng số 4 sở nhưng mà sóng số 5 không có thì nó sập lại nhớ nó cân nhắc nó phải cần năm sóng đi lên là cái đầu tiên phải xảy ra ok sau nó đây thì đây là mình vẽ lại năm sóng cho bạn đây là sóng số 1 đây là sóng số đây là sóng số 3 đây là sóng số 4 đây là sóng số 5 đây là sóng số 5 và mình cần một cái sự bay bổng ngay bây giờ sóng số 3 sẽ kết, kết thúc ở cái con giá là 65 đây sóng số 3 kết thúc ở 6 sóng 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 số 5 và đây mình thay thế nó thành cái màu giống nhau luôn cho nó dễ hiểu. Cái okay, 665. Cho nó đậm thêm chút xíu luôn. Cái okay, 665. 663 kết thúc ở 65. 665 kết thúc ở 67. Nếu mà chuyện đó không xảy ra. Nếu mà nó dưới 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 con giá 67 á. Thì nó sẽ sập lại chứ không gì hết. Nó sập lại. Lạng hoàng sập dưới con giá 49 và sập luôn. Cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Bởi vì sao? Nhớ là cái vừa rồi nó sập như vậy. Nó sập xuống dưới con giá là 51 lần nó quá gần nó quá gần con giá 49 bởi vì vậy cái phần trăm mà nó sập xuống sập xuống lại á ok là nó cao cao chứ không phải là không bởi vì vừa rồi nó sập như vậy nó sập quá sâu như vậy nó quá sâu nó đánh cái rầu ra xuống quá sâu xuống tới 51 nó quá gần con giá 49 nó quá gần và nếu mà nó lại xuống lại tới 51 thì xác suất là gì là là bạn sẽ chuyển thấy cái chuyện này nó sập một cái vèo đi xuống rồi ok sập luôn rồi cẩn thận cẩn thận và cẩn thận thì đây là cái cơ hội cuối cùng của cái đồng Madec 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 thì làm sao để mình biết là Madec nó đi lên cân nhắc ok vài cái thứ ok thì đây là cái những cái tín hiệu mình vẫn có thể áp dụng cái tín hiệu cũ được ok cái đầu tiên ok cái đầu tiên á, là mình cần nha cái đầu tiên á, là đây nè mình vẽ cho bạn thôi cái đầu tiên đi ha đầu tiên bằng cái này mình cần nó phá vỡ vừa, vừa rồi, như vậy đồng Madec nó nằm trong một cái hình tam giác đây là cái hình tam giác cái phần đen này cái phần đen này cái hình đó là tam giác và ngay bây giờ nó đang tới chỗ cái mũi của nó cái mũi của nó tới cái mũi thì thường thường xác suất là một là nó bay lên hai là nó bay xuống ok xác suất là vậy một là nó bay một cái vèo đi xuống, xuống hai là một cái vèo đi lên ok thì mình cần nó phá vỡ cái đường chỉ màu đen này cố định cố định cố định cố định thì đó là cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện đi lên cho bạn ok cái thứ hai đây có thể là mình sửa cái tín hiệu này xin lỗi bạn Ok, mình sửa cái này nó thành là cái tín hiệu thứ hai đi ha. Đây là tín hiệu thứ hai nó nói lên câu chuyện lên cho bạn. Ok. Và đây là nó nói lên cái câu chuyện thứ ba là nó nói lên cái câu chuyện nó lên cho bạn. Ok. Mình cho bạn bao nhiêu cái móc giá như vậy. Ok. Nó nằm trên cái vành đen 3 tới 5 tiếng thì nó nói lên câu chuyện là lên. Không như vậy nó cắn cái vành vàng này, đó là cái đỉnh vừa rồi của nó. Đây, đỉnh vừa rồi. Đó là cái tín hiệu thứ hai nó nói lên câu chuyện là lên nè. Tín hiệu thứ hai nó lên câu chuyện lên. Không thể vậy, đây cái đỉnh vừa rồi của nó, cái đỉnh của cái hình tam giác ok là cái con giá là 597 và đây là cái tín hiệu cũ nghe mình mới đổi con số thôi là là nó nói lên câu chuyện lên 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 nếu mà xác suất nếu mà nó rơi được cái con cái đỉnh cao nhất của nó của cái hình tam giác đó cái okay, vào con giá là 597 thì bạn có thể mua vùng chút xíu ok bởi vì 597 chuẩn bị chuẩn bị tới đây là nó lên tới con giá 50 65 67 xác suất là vậy ok thì chỗ đó là cái chỗ mua vô và vừa rồi cho những người nào đã mua vô nghe đã mua vô ở cái vùng này luôn cái vùng mua này, mình kêu bạn mua vô từ từ, từ 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 như vậy. Biết là con giá nó đang nằm ở dưới như vậy. Ok, thì ngay bây giờ bạn phải đợi cho nó hồi. Và hồi như vậy thì là năm sóng đi lên. Đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3, đây là sóng 4 và sóng 5. Sóng 3 kết thúc ở 65, sóng 5 kết thúc ở 67. Xác suất là vậy. Mình cần năm sóng xảy ra. Ngay bây giờ là nó phải cần một sự đột phá. Xác suất cao là nó có một sự đột phá. Một là xuống hay là lên nó phải ra một cái quyết định bởi vì nó nằm ở trong một cái hành tam giác. Nhưng mà nếu Ok Nếu mà nó tiếp tục đi ngang Nó gọi là nó không tuân theo cái hình tam giác Nó tiếp tục đi ngang Thì xác suất là gì? Là nó sẽ chúc đầu đi xuống Nó sẽ chúc đầu đi xuống Ok Cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận Ok à, Đây à, Không chỉ vậy nữa nha Mình cân nhắc luôn thêm một thứ nữa Là cái gì? Ok Mình cho bạn là Ok, nếu nó cắn cái cái nó nó cắn cái cái đường chỉ màu đen này 3 tới 5 tiếng thì xác suất nó đã đi lên rồi. Ok. Không chỉ vậy, mình cho các bạn cái vành vàng này, nhớ nè, cái vành vàng này với con giá đây là mình nói cái vành vàng này là đây nè. Ok, là nó nói lên cái tín hiệu thứ hai là nó bắt đầu đi lên. Cái cuối cùng là ở đây. Ok thì mình chỉnh sửa cái màu này thành màu vi luôn, màu vàng luôn. Ok. 1 2. Ok. Đây là tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện nó lên, nó nằm trên cái vành đen. Đây là tín hiệu thứ hai. Đây đây đây, 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 đây con số số bên này. Ok và cái cuối cùng cái cuối cùng là gì ở đây mình bỏ nó luôn đi ha mình dán nó thêm một cái cái này nữa cho bạn ok là cái đường chỉ màu đen này và mình sẽ đổi nó thành màu vàng ok trend line uh, trend line ok trend line có thể gọi là cái này là cái tín hiệu số 3 đúng không cái này nó nói lên câu chuyện thứ lên và đây là có thể gọi là cái tín hiệu số 4 tín hiệu số 4 ok số 4 ok signal nó nói lên câu chuyện là lên luôn cái okay. lên luôn rồi cái lên luôn rồi thì lên luôn rồi như vậy á ok lên luôn rồi như vậy đó có nghĩa rằng là gì ok đây là số 2 nè đây là số 3 đây là số 4 nó nói lên câu chuyện lên ok xóa cái này đi Xoá cái xóa này lên ok đây là cái trend line cái trend line cái đường chỉ màu đen nè đường chỉ màu đen nè cái đường chỉ màu đen nè đó là cái tín hiệu cuối cùng nó nói lên câu chuyện là lên 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 thì đây nó lên tới đâu vùng cả 7 nó tới đây á Ok, thì xác suất là sóng số 3 sẽ được diễn ra tới 65 và sóng số 5 sẽ được diễn ra con giá là 67. Thì ngay bây giờ nó phải ra một cái quyết định nha. Nếu mà nó tiếp tục đi ngang á, thì nó sẽ sập nha, tiếp tục đi ngang thì nó sập và nếu mà nó bung lên thì đây là cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện đó. Sau đó là cái con giá này, ok, điểm đỉnh này, cái okay, con giá này 58, cắn con 58, cắn con 59, cắn luôn về đường chỉ đen thì là năm sóng được diễn ra. 1 2 3 4 5 xác suất cao là nó rời được con giá 50 65 và 60 17. Về tín hiệu xuống của nó đó. Nghe để để nói luôn. Về tín hiệu xuống của nó. Ok. Về đo lường sóng thì cái sự xuống của nó đó nó gọi là gì? Nó đủ rồi. Đủ rồi. Ở đây này mình nói là đủ rồi. Nghe cái sự sập của nó là đủ rồi bây giờ nó phải chứng tỏ nó phải chứng tỏ nó chứng tỏ nó chứng tỏ nó chứng tỏ chứng tỏ chứng tỏ cái này xuống này đã đủ rồi bây giờ nó phải cần chứng tỏ nó để nó đi gì nó quay đầu đi lên và nó xảy ra giống như những cái thứ mình chia sẻ cho bạn phá vỡ ưng chỉ đen đánh vỡ cái đỉnh này đây số 1 này con giá này số 1 này đánh vỡ giữa đỉnh này số 2 đây con giá đỉnh này đỉnh này đỉnh này màu cam mình có vẽ màu cam cho bạn ở đây nè cái okay, cho những người nào không thấy màu cam nè màu cam đánh vỡ đỉnh này, đánh vỡ đỉnh này và không tiện dậy nữa đánh vỡ luôn cái trendline màu đen này. Ok. Thì con ma đẹp là một con bạn nên quan sát nếu mà nó có gọi là bay 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 bổng, ok thì nó sẽ bay bổng trong những cái giờ tiếp theo. Thì nó là vậy. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xin chào mọi người. Cảm ơn.